chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 8688 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Hôm nay cóng à? Đâu học à? Đây anh em mình ra khu đây là áo đế các bạn. À, để áo dài. Ờ thì áo dài. Món có món chân giò. Chân giò tứ lộ. Nói thế ai hiểu. Chân giò hầm thuốc bắc ấy. Ngon lắm. Chân ngày giò. Xưa. Ngày xưa. À chân thì có nửa mồm lông móng nhà anh nhỉ. Nửa mồm lông móng. Nó để rồi đấy. Hôm nay ta bắt cho một con lợn con mà làm thú cưng. À mà thôi. Mày lại thịt, mày lại thịt mà hút nó. Thế nuôi to để gì? Chà chà. Cái này mình đã ướp rồi nhá. Nuôi to để thịt. Đây này. Mày biết tại sao ta chặt vào móng không? Sao? À, lửa mồm lông móng. Lửa mồm lông móng. Nó đi làm neo về đó. Nó neo hay nai. Nai là gì? Móng này, bọn con gái hay đi làm móng. Làm đỏm. Làm đỏm. À đấy, không được. Nai đi làm neo. Đây, đấy đi, tao phải cho. Mày phải để đây, để tao để cuốc. Cuốc cuốc một cái hố để nước gì ấy? Ỏm. Đây là nước dừa các bạn. Nước dừa. Tôi xin hụm. Tí nữa. Cho ít ở đây cho thơm đã. Thơm. Đây, cho mày. Ừ. Lạ vụ mà thơm. Đây là nước lã. Là một nước lã luộc à? Nước lã luộc. Còn đây là nước mắm. Mày uống nước mắm không? Nước mắm gì thì còn bảo là còn đây là nước mắm. Là gì? Thì chẳng nghe người ta gọi đấy là muối à? Phải bảo chứ gì? Như đâu đây không... À, thôi, tao nước sao? Mắm gì tiền? Mày uống nước kéo vào sạc chết chả mày. Nhá. Thấy người ta bảo là đun khoảng tầm 40 phút thôi. Nó thế đi. Thôi. Đun khoảng tầm 2/3 thời gian xong rồi mới cho nấm hương với thuốc bắc vào. Mà 2/3 thời gian người ta chẳng nói là bao nhiêu thời gian cả. Thôi thì mình cứ đun thôi. Ai bỏ cái đĩa đây ra. Đau không mày? Đau. Đau đây nhỉ? Ừ. Ai chà, chết chà. Ôi thế này anh có gọi đau đến một quýt trong năm nhé. Mày bỏ đi không có bắn bẩn vào. Này mày được. Không tin vào sức mạnh của anh. Ai da. Ai da. Cứ phết đấy. Đào một lỗ này vừa cái này thôi. Có cuốc có phải dễ không? Bảo đi mượn cái cuốc đi. Không đi. Mày phải để tao đi cơ. Ôi em mượn rồi còn ôi. Tao đào mượn. Anh đi đến khẩu anh mà. Tao mượn. Anh ngại của anh đấy. Thôi dù rạch cũng được. Em mượn. Em mượn bao giờ? Đi vô. Thằng chó nó mượn. Con. Ok, để lên để nhóm lửa. Thế anh đặt chồng lò vào à? Mày biết cái gì? Tí nữa biết. Wow. Phong cách dân chơi nhỉ? Mày không còn câu nào khác à? Mày biết cái gì? Đặt hẳn đây. Đốt một phát. Anh làm gì vậy? Đứng bật lửa đi. Làm gì kệ tao. Ở đâu? Buông tao ra vì tao đã giật rồi mà. Tao không buông, tao cũng giả vào mày. Mới xuống là 8. Có gì rồi. Mình
dao cạo sang bên kia mà đánh chết chết. Ủi mày mày cái hang này đầy đấy. Ừ. Đốt cho chết cả họ nhà nó trong đấy. Chết cướp. Mày cái mũi cháy cò điêng. Kéo một phát lăn xuống ao. Con chuột ở đấy. Nó không chết, nó chạy hết rồi. Chết thì nó cháy xong rồi nó phải chạy về nhà nó ở chứ. Ừ. Mao đệ đang đi vớt trộm giọ tôm đi nướng. Được con nào không? Đút vào túi áo ấy. Bẩn đi cái tí nữa về giặt áo. Mày đút vào một cái giọ gì rốt. Tao tiệm của mày đấy. Em còn anh tiệm à? Ôi, mày giống quá. Bục nồi rồi. Đấy khoe. Khoe nồi bát tràng đi. Bát tràng giả. Chết tối rồi. Bát tràng. Làm nào bây giờ? Mang về nấu luôn. Mà chín chưa? Kín cái gì vừa mới sôi được tí. Đắp đất vào. Lại đắp đất à? Ừ. Đấy, thằng nào đi mua rồi? Có nào. Ôi, nút ạ. Ôi, nút một phát xuống tận dưới rồi. Ôi, khổ khổ. Bây giờ ăn được rồi. Không. Hay là về nhà nấu đi. Về nhà lấy nồi kia nấu đi. Nấu nào? Nồi gáng. Thôi, ăn luôn đi. Không, bây giờ nó... Ui. Nó không mềm được thì nó dai. Ăn luôn đi. Gọi là hầm thuốc bác à? Tao chưa biết chín chưa ấy. Thì anh ăn gì đấy xong anh uống nước vào là thành hầm thuốc bác. Tao xem nó chín chưa đã. Tôi lấy cái que đấy. Chín chưa? Cái gì lấy cái que... Que tre ấy, để cái que tre ta xem. Cái này anh còn chưa cho vào à? Thì nó phải như mới cho cái đấy vào cơ mà. Cho vào đi. Cho nó nứt này. Nồi đất. Trời, thế nào? Chẳng chứ gì. Chẳng chứ gì, oai gì. Nứt tận dưới rồi. Giờ giải quyết thế nào? Chén đi. Chưa chín đâu. Chứ thì khác gì về mẹ nhà thì nấu luôn. Nhà nấu không mát. Chưa chín. Làm nào? Gì hả? Lỗi kỹ thuật các bạn. Bây giờ anh em mình chuyển chỗ về nhà. Tại mày. Chuyển chứ gì? Mày đi mua đúng không? Mày dẫn bọn nó đi mua cái nồi này đúng không? Ừ. Dạ thế. Ngu, mất 100.000 của tao. Nước thử các bạn. Đây. Nồi đất nghe có vẻ hơi... Lại còn có chú bát tràng mày ngứa chứ. Thì biết được mày có xuống tận bát tràng mua hay không mới là vấn đề. Ấy, nhưng mà đang chuẩn bị chín rồi mà. Đây, giỏ này. Nứt rồi. Úp một cái nứt. Đi mày. Về nhà nấu tiếp. Đi. Ây ôi. Ây ơi, chín rồi. Sau khi về nhà anh em tôi thế nấu. Thế này mà anh đợi nấu ngoài kia. Mà nặng bét luôn cái nồi. Em về đây em ngủ được một giấc nữa cả. Còn 4 năm con gà. Từ sáng cho nó vào về nhà. Ui, mềm nhũn rồi. Về nhà mình mãi các bạn. Ngồi nè. Từ hãng chết hả chết. Từ hãng được ăn. Cứ phải bình tĩnh. Ơ chết. Mày cho rau ngải cứu vào đây đi. Cứu cho.
Chưa, bây giờ chỉ trần qua cho con. Tôi lấy cái. Điên à? Lấy đi. Nhìn đây. Thank you. Wow. Ha ha. Ha ha. Được rồi. Ui, trời 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 trời. Các bạn đã thấy hấp dẫn chưa? Bỏ đi. Bạn cứ ở đâu lâu đúng không? Lâu. Tao đọc trên mạng thì bảo thì nhưng mà tao nấu ngon à? Ngon. Quá ngon đi. Ui trời 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 trời. Đã nhỉ? Đẳng cấp đấy. Ngon ngon. Wow. Ui xa xa. Ngon đấy chứ. Ui, cầm bát đi, anh em mình lên tầng ăn. Đi. Bọn mình đến chơi. Cầm bát đi, mày bê đủ mất. Hai bát à? Ừ, hai bát à. Thôi ông nội ơi, lấy đấy đừng làm. Lấy một cái thi rồi nữa. Lấy một cái gì ở con nữa. Wow, các bạn tuyệt vời không? Nhanh lên nhá. Mày đỡ em. Tao bê tao đỡ được à? Được không? Nào ra đây. Này, con chuột nó lôi mất cái kia mà nó không chồng này. Rồi kệ nó. Ui, chà chà chà. Chà chà chà. Này. Này các bạn nha. Ui, hấp dẫn đấy. Thôi nhỉ. Cực kỳ hấp dẫn. Ăn này, ngon ngon. Đấy ngon ạ. Cái gì cũng ngon. Ui. Em chấm miếng thịt nó này. Mời tất cả các bạn nhé. Cho các bạn xem cái đã. Cho cả nhà xem. Wow, cả nhà thấy chưa? Mềm không? Đây là chân giò hầm thuốc bắc nha, của Man Đại Ca nhé. Vừa mới học được trên bảng nấu được thịt công luôn. Ngon đấy. Ngon không? Thấy chưa? Thấy tay nghề của Man Đại Ca chưa? Thảo ra. Nó phải như thế. Wow. Ngon, cảm giác còn thơm nữa ấy. Sướng. Xem nào. Ui giời, đây cho các bạn. Ui giời, mềm. Ui giời, giời, giời. Ăn nước thịt bánh trừng ấy, sướng đợt. Thôi, mình cũng là thử thức đây. Mềm dư. Wow. Cái này có cả sắn hả anh? Sắn đâu, đấy là củ cải sao? Sắn. Mời tất cả các bạn nha. Sắn mà ngon lắm. Sắn ngon lắm. Ăn hết nó là vị thuốc bắc, chẳng biết rồi. À, chà. Ui, nhìn thịt nó có bung lên này. Ui, cái anh đừng có giò đấy đấy. Ui, chà. Ngày xưa mình ao ước cái món này lắm đấy. Bây giờ mình mới tự tay nấu thôi. Ừ, ngon lắm ạ. Mềm à. Này mà nãy nguồn nấu ngoài đồng cho chắc biến đổi mục thất. Mục thất là bao giờ? Ở đây đang mục thất này. May mà cái nồi nó nứt thì còn nấu còn đổi. Không thể. Qua đây bỏ vòng này. Đừng rút. À. Cho chó. Xương. Ui, cái gần này. Thử tí nước không? Có táo tàu kìa. Táo tàu là táo gì? Đây này, táo tàu ở trong kia. Không, không ăn cả Trung Quốc rồi. táo ở trong gói mứt này hay ăn đấy. Không, không ăn táo tàu.
Nhưng ăn táo tà. Táo phượng chứ. Nước nó béo, ngậy, ngọt. Ăn táo Việt. Rất là ngon. Táo xưa là ngon. Thế nên mày chán cơm thì thôi được. Lại còn xin diện cứ mọi khi thì có mà tàu ở Trung Quốc đớp hết. Thì nữa, chán nước này. Vì chấm cơm ăn. Chấm cơm. Cái này phải nói là nó như kiểu là... như kiểu thịt hầm. Anh ăn bánh chưng mềm, ngọt lắm. Đây, cảm ơn. Ôi, anh quý em thế. Không, mình thì xưa cái gì đi lại. Thì gặm đi. Gặm đi cho chó nó đỡ mỏi răng. Đấy là công việc của anh. Là thích cái này. Đấy. Đấy. Ui, ngon ghê, cho anh ấy. Tao ăn cái muối này. Ui, em ăn cái cúc này nè. Bầy nhầy nè. Ui, trời 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 trời. Điên người. Anh rất ngại cứu và tốt cho sức khỏe. Món này mà người ta bảo ăn là chữa bệnh. Bệnh gì chả biết. Chắc là chữa bệnh gầy. Bệnh gì á? Chữa viêm màng túi. Chữa viêm màng túi. Cô xem trên mạng xem đám người bị viêm màng túi. Anh có biết. Mày cũng biết viêm màng túi à? Không, rồi trên mạng người ta bảo thế. Ai xa. Đây là phần này gọi là gì? Móng à? Ừ, móng. Đây, ông không phải hỏng nữa đấy. Chẳng gần luôn. Anh ăn ngon. Vừa kẹt ngon và nhăn ngon ăn đi. Đây, anh lấy cho mày phần ngon nhé. Đây, đây đây. Ui dồi ôi, phần này không còn phần nào ngon hơn nữa đâu. Ngon nè, mà chẳng gần. Không ăn gần em chứ. Thì đây có mỗi gần với da. Chân giò thì cho mũi gân mới ra nên mày đòi ăn gì? Nước đang tự gái em ăn. Béo rụt cổ ra. Đỏ quá. À, chân ngon. Món này gọi là... hầu như mình thấy món này mình nấu ngon nhất. À. Em thấy thế. Mày món nào mày chả đớp. Anh thế. Không, tao đớp ít hơn mày. À. Mà em nghiện món ấy vết chưa? Món gì? Món hạt sen này. Đây, hạt sen đây cơ này. Ngầm với cái nước này ăn món này. Hôm nào tao cho mày ra ao sen dặn kìa. À, nhưng mà chưa có sen. Mùa hè cơ. Ăn trộm sen xương rồi. Mày về ăn trộm. Ngáo nhà anh. Ngáo nhà anh. Ui. Công nhận là ngon thì ngon thật nhưng mà lấy ra trò đấy các bạn. Mấy mấy. Mấy mấy. Ăn đi. Đấy làm miếng này đi. Anh gầy ăn nhiều à. Mày béo quá nhỉ. Chỉ thích ăn chè thôi. Chúng là cũng lấy ra trò phết đấy các bạn. Nó ngấm gia vị à? Ngon. Bột. Mọi thứ ăn một cháu rồi. Đặc thái là ngon. Đặc thái là đặc bóp. Này ăn sắn nè. Thôi, cố nốt đi. Mày mút nốt đống xương này. Anh cố nốt chỗ này. Hay cố có mà muốn ăn một xương. Đấy. Hay là đổi đấy. Tao đổi cho mày. Đấy. Đấy đổi cho. Ăn đi. Tao cũng khá là ngấy rồi đấy. Quá chậm mình cho vào ngấy. Mình to đi.
thế tao lại đổi cho mày nhá. Không, ăn đi. Bé ăn nhanh nhiều cho lớn. Anh đã đổi cho mình cái đấy. Đấy. Không, anh muốn đã đổi. Ăn đi. Anh muốn đã đổi. Chó ném nó, chó cục xương nó cầm mồm. Chưa kịp ném nó cầm rồi. Cầm. Ấy sao? Em đi ăn rồi sẵn rồi. Ăn à? Chết. Con chó chết rồi. Em đi ăn rồi sẵn rồi, nó cầm xương rồi. Nó còn ném phát trúng đầu không xem. Món ngon này mà mày không, mày không ăn à hả? Đấy, im không? Chó không ăn xương, chó ngu. Mày không ăn xương, mày ngu hơn chó. Anh cường, không ăn cái chó còn ngu hơn chó. Ăn đi. Người mà vẫn được khen ngon à? Thôi, sống thật với bản thân đi. Hơi ngấy tí các bạn ạ. Ngấy lắm các bạn. Cái này chỉ có cho chó rồi. Chó gì? Mình đớp sạch rồi còn ngấy lắm. Ngon đấy. Thôi sống thật với bản thân thì nó hơi ngấy tí các bạn. Nhưng mà ngấy rất là nhưng ngon. Mà ngon lắm. Cảm giác người béo béo mà người thích ăn cái này. Nhưng mà anh em mình không thích ăn lắm nhưng mà vẫn chén hết ngon. Không thích mà anh chén hết này chân chó. Tao làm hết có cái hơn cái thôi, còn mày đớp. Đớp bao nhiêu rồi nhỉ? Ai. Mình chó làm thịt cắn nhau rồi. Chết đi rồi. Tết rồi ăn thịt chó nhiều ngán. Mai anh em mình làm món gì rồi? Đây đấy. Chuẩn chuẩn. Mai làm bánh chung khổng lồ đi. Chuẩn à? Ừ. Làm rồi. Làm nữa. Ừ, mai làm đi. Thằng ngu. Làm rồi các bạn. Nhưng mà chưa ra clip. Không. Các bạn biết làm món gì bây giờ cho nó đỡ ngấy ngấy, nó không khí Tết đi. Làm món món dưa hành không luôn. Dưa hành mày ăn được không? Mà hồi cái này đánh đắm thối lắm. Đúng cho trường của anh đấy. Nó món dưa hành hay là món gì nhỉ? Món gì? Món cho các bạn đi. Món gì? Cái này thằng mày bị sao ấy? Ăn món gì? Thằng này hôm nay nó bị tẩu hỏa nhập ma thì sao các bạn? Ăn thì chả ăn. Đơ. Hay là món thịt chuột. Chuột chuột. Hay là làm món thịt mày. Có món ấy. Mày biết bây giờ thịt gì ngon nhất không? Gà chọi. Chọi đầu. Thôi, ngồi đây, đấy quá. Không. Mình trộm cắp. Hư. Ai còn tùy. Trêu thế thôi. Ai thèm ăn trộm lớn rồi, hay là một chỗ kinh thôi. Clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây này. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và comment những ý tưởng bên dưới nha. Nhớ đăng ký và ấn cái chuông bên cạnh nha. Ấn cái chuông bên cạnh nha. Nhớ góp ý tưởng cho anh em Tam Mao nha. Nhớ xem hết quảng cáo nha. Kích vào quảng cáo. Ôi. Anh em mình đi chơi Tết. Nhớ rủ các bạn cùng xem nhé. Đi. Đi mua quần áo Tết đấy. Đi. Đi. Anh có tiền không? Sao? Tao lấy tiền. Mày cho tao vay nhá. Em có 2 đồng.
đi. Ui, dưới hết cả hướng à. Dưới hết cả hướng. À, cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. À, sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhé. À, đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamativi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.